Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình qua nhà của Phúc chơi ha. Ok, cũng là một người đam mê rồng đó. Hôm nay mình lên sân thượng của nhà Phúc thì ở đây có vài bé, nhưng mà điều đặc biệt là thấy cái bé nó rất là ngoan luôn. Dạ, bé này em nuôi 4 năm anh. 4 năm trước là kiếm một con rết này là cũng đã lắm nè. Kể cho anh nghe kỷ niệm lúc mà em đón nó bé về đó, dịp nào. Lúc đầu em chơi tắc kè, mà tắc kè Việt Nam á anh. À, tô cây gecko á. Dạ, đúng rồi, tô cây gecko. Con đó thì ăn thịt. À. Mà ngoại em á thì là bảo là ăn thịt thì nó sát sinh quá. À. Tầm 1 tháng sau là ngoại em mất luôn. Thì em mới không có chơi loài mà ăn thịt nữa. Nè, có con rồng Nam Mỹ thì nó ăn rau, nó ăn chay. Ăn chay. Tới cái trại, wow, con rất đẹp quá. Em mới xuống tiền luôn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, hôm nay mình qua nhà của Phúc chơi ha. Dạ. Ok, cũng là một người đam mê rồng đó. Hôm nay mình lên sân thượng của nhà Phúc thì ở đây có vài bé, nhưng mà điều đặc biệt là thấy cái bé nó rất là ngoan luôn. Rất là ok. Bé này em nuôi được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ, bé này em nuôi được 4 năm anh. 4 năm rồi hả? Hồi xưa 4 năm trước là kiếm một con rết này là cũng đã lắm nè. Chứ không phải đơn giản, không phải là thường như giờ đúng không? Dạ. Giờ nó ra được nhiều dòng mới quá thì nó đa dạng dòng rồi. Chứ còn ngày xưa con kiếm được một con rết là rất là hứng khởi luôn bạn. Con về cưng dữ lắm. Sướng dữ lắm anh. Đâu em kể cho anh nghe kỷ niệm lúc mà em đón nó bé về đó, dịp nào. Tao cho nó bò ở đây chơi anh em mình ngồi xuống đây nói chuyện đi cho nó thoải mái đi. Em thì lúc đầu em không có chơi gu. Lúc đầu em là chơi tắc kè, và tắc kè Việt Nam á anh. À, tô cây gecko á. Dạ đúng rồi, tô cây gecko. Còn nó cắn bê lắm ạ. À. Đó là em bị cắn một vết ngay đây luôn. À. Là nó phải đi may luôn anh. Đi may luôn hả? Dạ, cắn khỏe lắm. Mà kiểu em, con nó thì ăn thịt. À. Mà ngoại em á thì là bảo là ăn thịt thì nó sát sinh quá. À. Thì em mới tầm 1 tháng sau là ngoại em mất luôn. Thì em mới không có chơi loài mà ăn thịt nữa. Em mới tìm hiểu là có con rồng Nam Mỹ thì nó ăn rau, nó ăn chay. Ăn chay. Đúng rồi. Thì em tìm hiểu thì Tết đó em dành dụm tiền. Gom tiền lì xì. Dạ. Thì hồi đó học sinh thì đâu có thu nhập đâu anh. À. Em gom tiền lì xì vô. Tới cái trại, wow, con rết đẹp quá. Em mới xuống tiền luôn. Xuống tiền mua luôn. Hồi đó em mua con baby rết lúc đó bao nhiêu? Dạ, 2 triệu 6 anh. Ôi ôi. Thời đó hoàng kim, cũng chưa hoàng kim lắm đâu. Lúc trước con rết 4 5 triệu nữa kìa. Đó, 2 triệu 6 là cũng còn nhiều. 2 triệu 6 em mua tầm 4 ít á. 4 ít á. Em nuôi tới giờ. Hồi đó về là nó stress, tại vì em không có biết nuôi á. Rồi em để lại cái sàn cát luôn. Em nghe là cát thì nó liếm vô nó dễ bị tắc ruột hay đúng gì rồi. Đó. Em mới đổi, em chơi sàn lưới luôn. Sàn lưới luôn. Dạ. Mấy chuồng này là nhà mình tự đóng luôn. Dạ, tự mua đóng sắt về em tự làm hết luôn. Dạ, tự làm. Hay quá ta, đó chơi năng động. Chuồng này em cũng tự đóng luôn, còn chuồng này em mua ngoài chợ. À, chuồng trên chuồng chim, còn dưới này tự đóng luôn đúng không? Thì em nuôi baby chuồng chim, tại vì chuồng chim người ta sẽ tặng mấy cái đồ che của chuồng chim luôn anh. À. Thì về nó stress thì đóng lại hết luôn. Mấy cái bội này. Bé này bữa giờ em nuôi có nói chung thì 4 năm mà size này thì nó hơi nhỏ. Dạ đúng rồi, hơi chắc nhỏ. Nó cũng phải trải qua một cái giai đoạn nó bị stress đúng không? Dạ, stress nặng lắm anh. Stress nặng luôn hả? Nặng là sao? Biểu hiện của stress nặng là nó sao? Không ăn không uống gì luôn, nằm héo queo luôn. Nó không ăn trong 2 tuần. À. Và vài tháng sau nữa là nó đen luôn. Đen thui lùi luôn. Đen như cục than luôn. Hiện nay bé này nó cũng đang trong giai đoạn nghỉ nè, gai nó ngã hết rồi nè. Nhưng mà điều đặc biệt bé này nó gai mũi nó rất là đẹp ha bạn ha. Dòng thường thôi nhưng mà gai mũi nó nhiều. Nhiều. Mà nó nói chung là nó cũng khá là dạng á. Bé này là 4 năm rồi mà cô đơn đúng không? Đâu có bạn phối hay gì đâu. Dạ đúng rồi, năm nay mới tuyển về. Coi như là ngày xưa là tô cây gecko cô. Dạ. Chơi tắc kè xong rồi đầu chuyển qua này tại nó ăn chay luôn. Dạ đúng. À. Rồi lúc đầu nuôi là cũng chưa biết cách nuôi hả? Xong rồi ở đâu em tham gia hội làm sao? Dạ em tham gia thì em hỏi, em đăng bài hỏi mấy anh em luôn. À, cho câu lạc bộ Sài Gòn hả? Dạ, cái chuồng cát là em hỏi anh em luôn á. Anh em bảo là nó sẽ dễ tắc ruột. Đúng rồi. Đúng rồi, nên em chuyển hết qua chuồng lưới luôn. Chuồng lưới này thì ok, nó đúng rồi đó, nó thoáng. Nó thoáng cho bé nó. Bé này nó vô tình trạng này lâu chưa ta? Dạ. Nó vô trạng thái nghỉ này lâu chưa? Dạ tầm 3 tháng rồi anh. 3 tháng.
hay là vừa xong cái mùa phối vừa rồi á, mùa phối vừa rồi sung không? Dạ sung. Sung lên lúc đó gai đứng hết luôn đúng không? Dạ đứng hết. Bây giờ lúc mà nó xuống thì em mới nhắn em hỏi anh. À, nó vô cái lúc mà nó sung á thì nó gồng lên đầu gai nó dựng đứng lên hết. Còn xong cái mùa phối á là nó vô cái trạng thái nghỉ rồi, là nó xìu. Thì bé này ở đây anh thấy vậy cái hướng nắng nó đủ nắng không em? Dạ đủ anh. Đủ nắng đủ mưa luôn. Còn mưa là tạt dữ lắm. Mưa tạt dữ luôn hả? Dạ. Còn nắng là nó vô bé nó phơi ở đây được ok dạ, đúng không? Nó phơi luôn anh. À. Đúng ok. Thì lúc mà tắm nắng thì em sẽ trải một cái lớp gì đó cho nó không có bị vướng. Ừ. Nên nó tắm được full luôn. Tắm đó full luôn. Dạ. Bé cũng ngoan nè, không có nổi nhát. Điều đặc biệt hay á là đa số mà anh em nuôi sân thượng á là các bé nó rất là nhát. Dạ. Tại vì á là nó ít người lên đó các bạn. Nuôi sân thượng thì lâu lâu cái người chủ á một ngày lên lần thôi, còn khách khứa ít ai lại, đâm ra là thường thường lên là nó nhát nó tông dữ lắm. Nhưng mà nãy giờ mình lên chỗ nhà Phúc là mình thấy mấy bé nào cũng ngoan á. Thằng này cũng ngoan nè, rất là lanh, tự tin. Mở cửa chuồng ra cái tự động bò xuống luôn. Có đặt tên cho bé đó không em? Dạ, này tên Đô, này mẹ em đặt. Đô hả? Dạ. À mẹ em đặt tên là Đô hả? Tại mẹ em thấy lúc mà nó sung á, nó đồ á. Rồi, thấy sung nó gồng lên đồ quá à. À. Con này, bạn này nay chắc cũng khoảng 1m2-3 vậy á. 3 3. Mấy gai này là sao, nó bẩm sinh nó vậy hay là bị gãy? Nó bẩm sinh anh. À vì bẩm sinh nó bị thấp mấy gai này thôi. Nhưng mà cũng sao. Con này em nuôi đó giờ chưa có bị gì gai mà mùa này nó bị. Ừ. Mùa này nó đang trọng trạng thái nghỉ, yếu yếu. Ở đây chế độ ăn là gì em? Dạ em cho rau muống với lại rếp can anh. Rau muống với can. Tầm 4 ngày, nếu như mà không có mưa thì em sẽ cho ăn bí đỏ. Ừ. Còn không thì cứ ăn rau muống thôi. Rau muống thôi. Tại dạo này mưa nhiều quá. Mưa, đúng rồi, mưa hạn chế ăn bí đỏ. À, bữa nào thử vip coi. Vip vô tuần lễ là lên phong độ liền. Cứ kiếm con cái hoài anh. Ờ, à, kiếm con cái. Mùa này đâu phải mùa giao phối đâu, còn bạn cái kia bạn gì em? Dạ, Honduras anh. Honduras hả? Dạ. Honduras cái. Mà vẫn còn giữ cái lửa đam mê như ngày nào hả? Dạ. Bé này cũng vàng ha. Honduras nó có những cái sọc đây các bạn. Cũng vàng. Đang lột da cho nên hơi tối màu ha. Hoàng. Ôi. Làm điều bộ lắc lắc ghê. Trời. Sao bé này nó hung hăng hả? Nó cắn hả? Dạ. Nó cắn em hả? Dạ. Bữa bị cắn may mà không chảy máu anh. Chị này chỉ khó chịu. Mà một khi mà nó đã nằm im rồi là nó im luôn. À. Em có ngày em ngày mưa á, em bắt nó xuống dưới, em để nó trên vai từ sáng đến chiều nằm yên luôn. Nằm yên luôn hả? À. Một khi mà nó yên là yên luôn. Em tương tái em chơi với tụi Igu này cái điều gì hấp dẫn em nhất? Dạ chắc là cái ánh mắt của nó. Ánh mắt hả? Ánh mắt nó làm sao ta? Ý là em nhìn khi mà em tương tác với nó em sẽ biết là khi nào nó hợp tác với mình. À. Khi mà nó hợp tác thì nó nhìn nó rất là dễ chịu. Ừ. Khi nào mà nó khó chịu á thì em sẽ tránh xa luôn. À. Nó không có đụng nó nữa. À. Dạ. Không hay, nó tương tác bằng ánh mắt đó các bạn. Trước khi mình tương tác mình phải thăm dò coi thái độ nó thích hay không thích nữa. Nó không thích thì mình thôi để yên cho nó đi ha. Còn nếu mà nó thích thì nó chơi rất là dễ thương luôn. Rất là ngoan luôn. Có kỷ niệm nào đáng nhớ với nó không em? Dạ có anh, là em mang nó về nhà ngoại. À. Mấy chị ăn cây dừa. Chị ăn cây dừa? Dạ. Em đợi một ngày nó xuống mới bắt được. À. Cũng hên là cây dừa là nó chỉ có một cái tán thôi. Dạ, là biết nó nằm trên đó, gặp như mấy cây mà bự bự khác là nó đi mất tiêu. Có khi nào nó bò qua nhà hàng xóm được không ta? Cái này có nè anh. Bò qua mấy tôm này luôn? Dạ nó qua, em phải nhờ ba em lên trên mấy tôm để bắt nó về. Trời ơi. Bởi vậy mấy anh này anh lên lý lắc lắm. Bé này em nói là em gán ép tới tháng 12 phối thì sợ phối không ép không kịp. Dạ. Ép tên sai không kịp. Mà nếu phối, nếu mà em tính, nếu mà con này kịp sai em tính phối với bé nào? Đây anh, như nó thôi. Như đây thôi hả? Dạ. Lọt sai quá phối không vô nổi. Nó không được thì mùa sau. Ừ. Em thoải mái lắm. Tại sợ nó không, thì mình biết là mình chơi cho đam mê thôi chứ không phải là gì, nhưng mà sợ nó lệch sai quá. Dạ. Chênh lệch quá vô khó.
con đực nhỏ con hơn cái dễ phối dạ. hơn là con đực bự con hơn cái dạ, đúng. Do cái tư thế nó kẹp vô nó hơi khó dạ. Để ép ba lâu quá cho nó bắt nó bò kho bao nhiêu năm, 4 năm bò kho rồi. Trong quá trình chăm sóc em có gì khó hiểu gì nó không ta, có gì thắc mắc gì không? Dạ thắc mắc là về cái việc mà bỏ ăn nhiều nhất. Đấy là em vẫn để bình thường. Đấy là em có những lúc nó không stress luôn. Em bắt nó ra, em chơi nó bình thường, nó hợp tác với em. Nhưng mà em cho đồ ăn thì nó lại không ăn. Mặc dù chờ đến ngày nắng luôn, không mưa, nhưng mà nó vẫn không ăn. Nó đang sung. Đúng không? Nó đang sung không? Dạ. Thì tụi này nó có giai đoạn á, có nghĩa là mưa nó không ăn, stress không ăn, nó đang sung nó cũng tập trung cho cái việc nó bung lụa ra, nó cũng không ăn luôn. Vô cái mùa phối cũng vậy nữa, nhiều khi nó nhiều con nó không ăn, thấy nó phối hoài nó không ăn luôn. Dạ. Thì nó cái cơ chế của nó là cơ chế tích trữ. Dạ. Nó tích trữ rồi nó đem ra xài những lúc cần thiết thôi. Rất là ngoan, dễ thương các bạn. Thì mình sẽ nhiều anh em thì cũng hay ngại nói là nhà em có một con hai con à, lại có gì đâu quay anh Nam, nhưng mà thật sự mà nói không phải là số lượng nhiều, mà quan trọng là mình muốn quay cái tình cảm, những cái kỷ niệm của những người đam mê rồng Nam Mỹ iguana đã có với bé nó như thế nào. Giống như Phúc vừa chia sẻ cũng có một số cái kỷ niệm, Phúc có nói là cái gọi là cái bước ngoặt để mà Phúc chơi iguana là một cái kỷ niệm với bà ngoại. Yeah. Vậy đó, rồi một cái kỷ niệm mà bé nó trốn thoát leo lên cây dừa đó, leo lên mái tôn đó, đó là những cái câu chuyện, những kỷ niệm mà mình muốn mang đến cho mọi người xem, chứ không phải là show cái độ hoành tráng. Cho nên là anh em đừng có ngại, anh em cứ hẹn hò là mình tới rồi mình sẽ trao đổi với nhau. Anh em có thắc mắc gì vấn đề mặt kỹ thuật mình hỗ trợ được gì mình hỗ trợ ha. Ok, còn mấy bé này có tên không? Này em chưa đặt tên anh. Chưa đặt tên. Mới à. Về, con này về 2 tuần. Về được 2 tuần. Này là nãy em nói của Bắc của Nghĩa hả? Dạ. Sắp tới rồi, upline An Giang nữa rồi. Dạ. Được thì em sẽ xuống. Tại em cũng chưa đi upline với anh em lần nào hết á. Đi upline cũng vui, anh em chia sẻ, gặp gỡ, giao lưu đồ này nọ. Mày có tính tăng đàn không? Hay là giữ như mấy bé này thôi? Có chứ anh. Thế giờ đang kết màu gì? Em này em đang kết à. Em vẫn đam mê màu đỏ. Nhưng đam mê màu đỏ, thích tông đỏ. Dạ em lại thích Tourette. Tourette hả? Dạ. Tourette đẹp. Khi mà anh up hình của Tourette lên á, wow, sọc, nhiều sọc thật. Em ngầu. Ngầu. Cái dáng nó hoang dã, nó rất là mạnh mẽ. Dạ. Em thích. Nhìn nó mạnh mẽ mà có vần nó hoang dã đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn mặt của nó. Ok, để có dịp anh em mình đến nhau bé Tourette cho nó có kỷ niệm. Yeah. Là nãy em nói sắp tới là em dọn phòng trong đây, là em nuôi trong nhà luôn. Dạ. Yeah. Nên nuôi vừa trong nhà vừa ngoài trời đi. Tuy nhiên anh em cả hai luôn. Cả hai. Tại vì nếu mà nó lớn á, nuôi đèn nó không đủ đô. Không đủ đô, con bé nó không sung nổi, nó khó sung hơn là. Yeah. Là nuôi lúc mà nhỏ nhỏ thì ok, nhưng mà lớn á, nếu mà chỉ nuôi đèn không á, nó không đủ đồ bung của nó. Bé này vô mùa rồi nó khác hẳn luôn á, vô mùa là nó sung lên nó bự cũng gấp đôi luôn á. Giờ nó đang rút hình nó lại. Có cho phối giao lưu gì không hay là chưa biết mùi con gái luôn? Chưa anh, chưa biết luôn. Em thì nếu mà đâu mùa này con rồi. Này không có phối được thì em sẽ mang qua bạn em. À. Bạn em có mấy con cái. Mấy cái cho phối ké đúng không? Dạ. Dễ thương ngoan nè, hiền nè, cũng nghe nó chảnh đớp chủ rồi, có lịch sử đớp chủ rồi. Rồi leo đi, gỡ leo đi qua kia rồi. Trốn thoát á. Hôm nào hội Sài Gòn á, có ốp ở đây nè. Chắc khoảng tháng 9 á, đi dạ. Chơi Sài Gòn hội cái ốp live tiếp theo là em sẽ đi, chắc chắn okay. Sẽ đi. Nhà mấy anh em, nhà mấy anh em? Dạ, nhà hai anh em. Hai anh em, em có mơ, em là anh ai hay là em? Dạ em. Em hả? Anh có mê không? Dạ, khá là mê á. Tại vì không có... Đấy là chỉ mê thú thôi. Còn cái riêng về bò sát thì không có hứng thú lắm. À, mê về động vật nhưng mà không phải là bò sát đúng không? Dạ, con chó. Thích chó rồi đi. Dạ. Thích chó, bu đồ. Mỗi người mỗi gu.
Rồi em thích, tại sao em thích bò sát? Em cũng không biết nữa, đấy là em nhìn vô em thấy ấn tượng. Ngày xưa là lý do nào mà chơi cái dòng Tokay Gecko đầu tiên? Dạ tại em coi trên YouTube á, thấy nó săn dế ngầu, nhưng mà tại vì ngoại em không có cho sát sinh đúng không? Còn anh bị con đó cắn lè lưỡi đau, cắn không nhả luôn anh. Mà trên ở trên nhà anh á là Tokay Gecko đó ngoài vườn nhiều lắm, nó đẻ dán trứng trên cái tường luôn, kỳ, anh làm được ổ trứng đẹp lắm. Thằng mấy con này bữa giờ nó ăn tốt không? Tốt anh. Ăn tốt hả? Ngày dĩa rau hả? Một ngày một khay trong đó đó anh. Đầy một khay luôn. Ăn rồi tiêu hóa rồi đi vệ sinh rồi thải urat rồi là ngon lành hết gì. Ngon lành. Chờ ngày bung lụa thôi. Mùa này là không có igu nào đẹp hết trơn á. Mùa này đa số nó đang gọi là chế độ nghỉ á. Dạ. Để tới tháng 9, tháng 10 đó đầu nó sung lên. Rồi vô tháng 11, tháng 2, 12 là vô mùa phối. Hai con này hai size khác nhau, mình phải nuôi riêng, không nuôi chung được. Tương lai làm bé Tourette chơi ha. Dạ. Tourette là quá đẹp rồi. Mê lắm anh. Biết gì sáng cầm xuống luôn, cầm bé Tourette xuống luôn. Nuôi nó mập ra hai bú, nó tròn to ra. Thân thiện không? Chị này cũng thân thiện. Mê trai đẹp. Ở xung quanh này bạn bè em chơi nhiều không? Dạ không nhiều anh. Không nhiều. Em cũng gọi là giới thiệu cho bạn bè chơi, mà bạn bè chỉ chơi mấy con tắc kè giả báo, mấy con leo bát gecko. Dạ, rồi mấy con LG á. LG LG BD rồi, nhưng mà ăn dế là em không thích rồi. Trên farm anh cũng không có con nào ăn mặn, có con tắc kè hoa, ấy quên lộn, con kỳ đà hoa, nhưng mà nó anh cũng mua mấy cái đùi gà ta làm sẵn á, chứ không phải là đồ sống, dễ cưng. Bây giờ cái ngọn lửa đam mê vẫn còn mạnh như lúc đầu không? Còn mạnh hơn luôn anh. Mạnh hơn luôn hả? Dạ. Đang mộng mị điều gì? Đang sắp tới là có cái hướng đi nào không? Có cái em trước tiên thì em sẽ tập sinh sản. Sinh sản cho con này nó thử một đàn con coi như nào. Có hậu vệ rồi ha. Dạ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì em sẽ hướng những dòng cao. Dòng cao hả? Dạ. Nếu em thích tông đỏ thì Tourette hay bô rồi nọ. Nhưng mà Tourette thì nó cũng nhiều quá rồi. Nó cũng không có đã bằng cái con Tourette nó sọc ha. Dạ. Hay bô thì nó nhiều quá rồi. Em thích sọc. Sọc. Dạ. Sọc nó gấu, nhìn nó ngầu. Thích sọc là đúng rồi, hàng chi kiếm này là Honduras nè, còn kia là Tohon nè. Dạ, Tohon F2 anh. Tohon F2, đâu bắt con Tohon F2 kìa, coi thử coi. Nhỏ quá con. Nè, con này em thấy chỉ được cái dàn gai. Gai. Này là F2 các bạn, nó nghĩa là nó loãng máu tô rồi. F2 nghĩa là nó chỉ có 25% máu tô thôi. Nhưng mà bản gai nó cũng rất là đẹp ha, rất là khít. Rất là dày luôn. Cái bạn này á, thì gai nó không có to, nhưng mà được cái nó giống như cây lược, nó chi chích luôn, nó khít. Dạ đúng rồi. Nó chi chích luôn, nó từng cái gai nhỏ thôi, nhưng mà nó khít nha nè. Chứ nó không phải là một gai to ha. Ồ, cái mặt cái mép đẹp quá nè. Bạn này đực à? Đực anh. Size này chắc cỡ 4x ha các bạn ha. Tohon F2 này giống bắt của anh, hàng của anh Phan Thảo hả ta? Hay của ai? Em bắt của anh Phạm Hoài Nam. À Phạm Hoài Nam, thiệt. Là nó đi hai đời chủ rồi, một đời trước là một người bạn của ảnh, xong rồi tới em. Hình như con này là Nam Hoài Nam phối, Phạm Hoài Nam phối Tô Blue với lại Hon đúng không? Dạ. Ta? Đúng rồi, anh có thấy Nam up trên mạng á. Tô Blue, Hon. Tô Blue nhìn cũng đẹp. Cái mặt ảnh có ánh blue nè.
Có một cái điều mà anh vẫn, anh này có làm, anh có kế hoạch làm top blue mùa rồi nhưng mà anh chưa có duyên. Làm cái trứng nó bị hư. Nhưng mà con blue là cái con sẽ lặn. Thì đúng ra Tobago phối với lại blue nó phải ra con hết. Mà đằng này nó lại ra thẳng luôn con top blue. Anh cũng đang thắc mắc điều đó. Để mùa tới cố gắng làm được coi. Rồi chỉ chứng tỏ biết ra hết cho chứng tỏ là cũng coi mấy clip rồi cũng biết về lai tạo rồi cũng em cũng biết sơ sơ đúng không? Cho nên là mùa này sẽ test thử nghiệm đúng không? Dạ. Yeah. Em clip anh thì em không những không sót cái nào mà coi nhiều. Vậy sao không sắm luôn một bé cái đi cho mình chủ động mình làm. Dạ này con cái đó tại vì anh Nghĩa bảo là nhà không còn chỗ nên bắt lại cho em. Mình thấy em cũng được. Em lấy luôn. Không ý nói là mùa này tháng 12 sắp tới nè, giờ kiếm một con cái nó sai sinh sản dòng thường thì nó cũng không có quá cao tiền phải không? Dạ. Mấy dòng thường á mình để cho mình trải nghiệm luôn. Mình rút kinh nghiệm luôn. Cũng vui. Ồ cảm giác mà đẻ phối xong rồi đẻ trứng rồi ấp nở ra cảm giác đó, trải nghiệm nó cũng đã đời lắm à. Anh này anh thấy anh có khách lại rồi anh lọc sọc lẫn răng xăng anh đi tới lui lanh đó chứ thân thuộc ha. Này chắc em cũng thường xuyên lên chơi với bé nó mới dạng vậy đúng không? Hàng ngày luôn anh. Hàng ngày luôn. Dạ. Rồi em ẵm nó xuống chơi hay là em ngồi ở đây em chơi? Cả hai luôn anh. Cả hai luôn. Em ẵm xuống cho nó gặp con chó luôn. Gặp con chó luôn. Con chó thì nó cắn nhà em, nó cắn nhiều người lắm mà riêng này nó không cắn. À. Dạ. Ghê vậy? Bạn chó nó cắn nhiều người lắm hả? Dạ. Cái ẩm này nó cắn anh. Ẩm nó là cắn hả? Dạ. Cắn chai máu luôn không? Dạ có anh. Trời đất. Nó là hồi đó không có nhưng mà năm nay tự nhiên ẩm nó là cắn. Rồi rồi. Phải gì coi chùm chích ngừa rồi. Vậy mà nó không cắn này. Dạ. Thằng này quật lại con kia luôn. Xung lên nó quật. Hả? Gật đầu kìa. Đúng, nó nói đúng đúng đúng. Thấy cưng. Thật sự đó các bạn. Giống như cái farm của mình á thì tại vì mình là cuộc chơi của mình là cuộc chơi lai tạo cho nên mình sưu tầm rất là nhiều gen ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nhất thiết là phải đi những cái cuộc chơi này nó không phải là dành cho những ông lớn. Nói đại khái là vậy, có nghĩa là không phải ai mà có điều kiện dữ dằn là phải mua nhiều con xịn đồ thì mới đáng gọi là được lên tiếng hay gì đâu, mà nó chỉ đơn giản đây là một cái tình bạn, một cái tình bạn giữa một người và một con pet thôi. Đó thì giống như Phúc nuôi đơn giản là vậy thôi. Các bạn thấy không? Không có yêu cầu gì nhiều, cũng không có gọi là đòi hỏi hay gì cả, chỉ là một cái tình bạn giữa hai bên với nhau thôi. Nuôi chăm sóc nhau rồi chơi đùa với nhau, hiểu tính hiểu nết nhau vậy là quá hay. Đó là những cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ đến mọi người, chứ không nhất thiết là phải gọi là xô hàng ha. Không nhất thiết là vậy. Thì nhiều khi có những người có tiền đầu tư những con nó rất là mắc tiền, nhưng mà từ cái cách chăm sóc cho tới cái cách thể hiện tình cảm nó cũng không có được gọi là ok bằng vậy. Đô, bạn này là bạn Đô. Đô là tại vì lúc gồng lên nó đô quá, đô con quá cho nên là được mẹ con Phúc đặt tên là Đô luôn. Mẹ em có sợ không? Dạ không. Không sợ, chơi thoải mái. Dạ. Ba mẹ có ủng hộ cuộc chơi này không? Dạ có, nhưng mà ba bảo là gọi là chơi có chừng mực thôi. Tại đúng vì rồi. Không có đủ chỗ. À. Nhưng mà tương lai em chiếm cái phòng này rồi đó. Sẽ chiếm cái phòng đó rồi hả? Dạ. Không, mày cũng đúng, mình chơi giống như anh cũng có chia sẻ, mình chơi nó ở một cái đang chui vô kia kìa. Là một người bạn thôi là ok. Không gian mình như đây mình cũng chơi gọn gọn lại. Lần trong quá trình em nuôi đó em thấy mấy bé này nó có tính cách gì hay không em? Có anh, đấy là em có cảm giác là nó hiểu được mình luôn, nó là nó biết mình rồi, nó sao ta, nó cảm giác được là mình yêu thương nó. Nên nó cũng thể hiện cái sự hợp tác lại. Nên em rất là ưa cái tính cách đó. Anh đồng ý với em luôn. Nhiều người cứ nghĩ bò sát là nó sẽ không có gọi là không có cái sự thông minh đó các bạn, nhưng mà thật ra mình nhiều năm với nó rồi, mình thấy là con bò sát nó thật sự là nó cũng có trí thông minh, nó nhớ mặt chủ, nó nhớ, nó có những cái hành vi
Nó bữa nào mình sẽ qua nhà một bạn kia, nó rất là khôn luôn. Nó khôn mới nổi vậy nè. Nó ở trong chuồng nha. Nó mà ị một cái rồi á là nó lấy cái đuôi nó quất vô chuồng đùng đùng đùng, rồi nó kêu người chủ đi dọn dọn phân cho nó. À, dọn xong nó mới im. Còn nếu mà không dọn nó đập hoài luôn, đập đùng 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 đùng, chừng nào dọn phân ra nó im. Như vậy có phải là thông minh không? Quá thông minh luôn đúng không? Ở sạch sẽ vậy, nó ị ra bãi rồi nó gõ cửa kêu người đi hốt luôn. Rất là dễ thương luôn. Hay. Bé này vệ sinh rồi đều đặn không? Đều đặn anh. Ừ. Tầm 2 ngày em dọn lần rồi. 2 ngày dọn. Hôm qua vừa dọn xong. Ừ. Đặn cứ về về ăn cái. Mình đóng cái chuồng lại, không nó chui vô á. Này là mình em làm việc ở nhà đó, ra là cứ lên xuống chơi nó suốt à. Dạ. Dễ thương. Đàn này cũng vàng quá trời, đầu vô chuồng đầu lanh. Ok em có gì thắc mắc muốn hỏi anh không? Sẵn anh qua đây anh coi coi có gì anh hướng dẫn luôn. Em thì chỉ thắc mắc về cái việc là gai nó không có được thẳng lên. Còn lại thì đối với em thì ổn. Ổn hả? Dạ. Thì cái vấn đề gai này á là nó... Cái vấn đề gai này nó... Tại vì bé nó đang trong cái trạng thái nghỉ. Đó. Thì khi mà gai này nó sung, nó gồng lên á. Thì nó mới bơm máu, bơm tủy lên đây. Dạ. Nó mới đứng lên được. Còn hiện nay nó đang trong trạng thái nghỉ. Tất cả mọi dinh dưỡng nó rút hết. Thì cái này nó còn cái lớp vỏ. Còn lớp vỏ thì nó mỏng, nó sẽ cong. Ha. Cho nên là em cứ chăm điều tai như vậy, rồi từ từ khi khoảng vô khoảng chừng tháng nữa nó sung lên, nó gồng lên đó, là nó khi nó gồng nó bơm máu bơm tủy lên giống như cái bong bóng được bơm hơi vô vậy. Yeah. Thì nó sẽ đứng lên thôi, thì nói chung cứ kiên nhẫn thôi, từ từ. Với lại em nuôi đây thì em chỉ có một bạn đực thôi, thì nó cũng không có giống như được training gồng ghiếc đồ này nọ nhiều, cho nên là cái trạng thái của bé nó rất là ngoan. Bé này thì đặc biệt là anh thấy nó rất là ngoan, rất là thân thiện luôn á, rất là thân thiện luôn. Đó, lại nó cho người khác vuốt rồi gãi như chó rồi, ha. Rất là ngoan luôn. Nhưng mà ngược lại thì nó không có kè nhiều, cho nên nó không có sung. Ok. Lần sau đi ốp. Dạ. Lần sau đi ốp ha. Lần ra, nếu mà cuối tuần này mà về An Giang được thì ok, còn không thì tuần sau ốp Sài Gòn đi cho gần. Dạ. Sài Gòn chắc chắn em sẽ ốp rồi, còn An Giang thì nếu mà được thì em sẽ đi. Ok em. Rồi ok, anh ghé nhà chơi chút xíu. Dạ. Giao lưu anh em, giao lưu coi như là cùng chung một cái đam mê. Ha. Dạ. Hít đất nổi không? Hít đất anh cái coi. Em hít được chưa được chục cái. Chưa được chục cái vô luôn. Kệ gạt lên sức khỏe. Ok, vô. Thôi các bạn các bạn nào đón tiếp mình thì cứ inbox cho mình ha, mình thu xếp thời gian công việc kia mình ghé. Rất là muốn tham quan cái góc đam mê của mọi người. Bản thân mình cũng chia sẻ góc đam mê của mình thì cũng muốn tìm hiểu lại cái góc đam mê của các bạn. Ok, hy vọng là những cái clip nãy giờ của hai anh em của mình rất là chân tình, chia sẻ những cái đam mê nó rất là đơn giản thôi các bạn, chứ không có cần gì cầu kỳ phức tạp cả, nhưng mà nó dạt dào tình cảm ha. Ok, hy vọng là mọi người xem clip vui ha. Bye bye.